Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là gì nhỉ? 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn có thể là lên YouTube này. Đấy, các bạn có thể lên, các bạn muốn mua điện sản phẩm điện thoại cũ nhé, các bạn lên YouTube này. Các bạn gõ kênh là gì nhỉ? Các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV này, Triệu Phú này TV. Đây các bạn sẽ được tìm được một kênh điện thoại cũ. Kênh mình thì là hơn gì nhỉ? Cũng được là 54.000 cassette rồi các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn kích vào mục mà trang chủ của mình đây, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ. Các bạn kích đây là video này. Và kích trang chủ đấy ạ. Đấy, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ. Thì cho các bạn xem với lựa chọn đấy nhá. Đấy, các bạn xem các video mà ngày gần nhất giúp mình các bạn nhé. Thì là bây giờ thì mình sẽ giới thiệu luôn về mấy mẫu sản phẩm bên mình hiện nay đang có. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con iPhone 12 Pro Max. Đấy, con iPhone 12 Pro Max. Nhưng mà con này thì hàng pha ke nhé. Đấy. Đây. 12 Pro Max, con này hàng pha ke này. Nói chung là cũng nhanh lắm. Đây. Đây. Đây, con này là iPhone 12 Pro Max. Đấy, con này là hàng pha ke. Công suất của nó là 512GB. Nhưng mà mình không biết là có đủ không. Khả dụng của nó là 488GB luôn. Đấy, phiên bản là cao nhất của iPhone 12 Pro Max luôn. Đây. Họ thiết kế, họ hàng pha ke, họ thiết kế rất là rồng luôn các bạn nhé. Đấy, thế thôi. iPhone 12 mà mới ra mắt ở Trung Quốc đã có sản phẩm điện thoại tàu cho các bạn nhé. Đấy, Trung Quốc họ rất giỏi nhé. Làm rất là đẹp luôn nhỉ. 3 camera luôn này. Cũng 3 camera luôn, một đèn flash này. Nói chung là các cạnh máy vuông vắn nhìn rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Cổng sạc của nó cũng vừa tay iPhone luôn. Họ làm quá sông các bạn ạ. Đấy. iPhone 12 Pro Max thì con này thì chụp ảnh cũng rất là sắc nét nhá. Đây, nói chung là cũng được. Đây, 3 camera cũng rất ok. Cam trước thì cũng rất là ok này. Nói chung là độ nhanh mượt cũng sướng lắm. Đây mình sẽ vào Sunri mình xem bạn này. YouTube nghe nhạc đấy các bạn nhé. Họ làm giả thật nhưng mà họ làm rất là rồng luôn. Đấy. Đấy. Đây mình sẽ vào đây. Nói chung là tỷ lệ con này thì nó cũng nhanh mượt lắm. Không đến nỗi nào. Nói chung cũng nhanh mượt lắm. Mạng này mình hơi kém một chút. Mình sẽ chọn bài khác. Nói chung cũng không đến nỗi nào. Đây. Loa của nó là hai loa này. Đấy. Nói chung là cũng nhanh mượt lắm các bạn. Nói chung là để nó vào tàu. Nhưng mà con này thì là hàng cũng là pha kia này. Đấy. 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 Còn iPhone 12 Pro Max này thì bên mình đang thanh lý bảng giá là 1.500.000 nhá. Mình cũng nói luôn với các bạn là con này là hàng pha ke nhá. Đấy. Mình mua tình trạng lại nào của khách thì mình nói luôn cho bạn như thế luôn. Đấy. Khách mua con này là 4.9 đấy. Mua trên mạng là 4.9 đấy. Nhưng mà thanh lý cho các bạn cho bên mình là gì nhỉ? 1 triệu, bên mình chỉ bán cho bạn giá là 1.500.000 thôi. Đấy, mua cái hàng này thì nó mất giá kinh khủng luôn. Nói chung là với mức giá 1.500.000 thì các bạn bỏ tiền ra các bạn dùng một này cũng nói chung là cũng ok. Mình thấy cầm cũng sang chảnh nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 12 Pro Max 1.500.000 này các bạn nhớ hàng liền sớm nhất nhá. Đây, nói chung cũng nhanh lắm. Đấy. Nói chung là để nó cũng được cũng nhanh. Không phải đến nỗi nào là chậm quá các bạn nhé. Sợ thật họ Trung Quốc họ làm quá là rồng luôn. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 12 Pro Max này các bạn nhận hàng liền sớm nhất. Một là qua Zalo, nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, gần các bạn thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và hình thức mua hàng bên mình rất hình thức thì bên tất cả sản phẩm bên mình thì là lỗi đồ mua một tuần và bảo hành là 6 tháng. Và hình thức mua hàng thì bên mình thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship các bạn. Còn các bạn nào mà trả lời chuyển khoản sau ấy, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm đấy, số hotline của mình nhé. Đấy, số đây là số 1 số nhà mình này. Và đây là 0833221. Các bạn gọi số 1 không được thì các bạn liên hệ số 2 giúp mình nhé.
Đấy, con này dùng rất là nhanh này, 1.500.000 cho các bạn đấy nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là con Oppo Reno 2S. Con Oppo Reno 2S này. Đấy, buổi tối ngày hôm nay thì mình lại về là con Oppo, con này là Oppo Reno 2S. 2S thì con này là phiên bản của nó là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền. Đấy, 6,7 inch. Thì là màn hình của nó là AMOLED nhé. Đấy, cho khi thấy hình ảnh cực kỳ là sắc nét này. Đấy. Ngoại hình con Reno 2S này thì là ngoại hình máy còn 90%. Đấy. Đây. Đấy. Con này thì là một của một chị gái mưa này. Đấy. Dùng nói chung là máy con gái dùng thì họ ít chơi game. Tại vì thường họ con gái họ hay mua những sản phẩm này lắm. Tại vì người ta hay các bạn hay mua kiểu chồng ấy, hay mua về tặng dự dụ mà vợ ấy. Đấy. Hầu như hay con gái đấy, camera thỏa thuột, camera trước cực kỳ là sắc nét nhé. Các bạn selfie thì cực kỳ tuyệt vời. Mình đẹp trai mấy phần luôn. Đấy, các bạn thụt vào. Đây, máy con gái dùng thì nó không nát bằng mấy mà bác con trai dùng. Con trai thanh niên dùng thì hay chơi game. Đập là nát máy hơn. Máy cũ mà mình mua được máy của con gái thì dùng nó rất là thích. Đấy, con Oppo Reno 2S này thì bên mình con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 4.200.000 nhé. Đấy. 4.200.000 cho bạn. Đấy. Con này thì là 4.200.000 cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Reno 2S này các bạn hãy hàng mình được sớm nhất nhá. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là con gì nhỉ? Con này là con Soli XZ1 nhá. Hôm nay bên em lại về là con này là con Soli XZ1. Con Soli XZ1 này thì là con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. XZ1 được cái là trang bị là con chip Snap 835 các bạn nhá. XZ1 thì là trang bị con chip là Snap 835. Đấy. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con XZ1 này thì là máy con này còn zin áp suất nhá. Con này thì là máy còn zin áp suất luôn, bao cho bạn nguyên zin luôn nhá. Đấy, máy con này là máy còn zin áp suất, bao cho bạn nguyên zin luôn các bạn nhá. Đấy. Con Oppo Reno các bạn, con này là Sony XZ1 này thì là thiết kế của nó là một camera này và mấy đèn hỗ trợ LED các kiểu này. Đây, nói chung là các bạn mình sẽ vào coi như là quay phim chụp ảnh cho con này rất là nhanh. RAM 4 thì nói thật các bạn dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, Sony XZ1 đấy. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy, máy con rất là đẹp nhá. Đấy. Khách dùng rất là dữ luôn. Đấy. Con này thì có củ sạc nguyên zin theo máy nhé. Này, Sony Z. Nói chung là Sony XZ1 này dùng rất là sướng á. Con này thì là mình mua lại của khách thì có cục sạc zin theo máy luôn này. Đây, cục sạc chính hãng Sony luôn này. Đấy. Này, cục sạc theo máy luôn các bạn nhá. Đấy, khách cho mình luôn cục sạc theo máy đấy ạ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Soli XZ1 này các bạn nhá, hàng lượt sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.100.000 nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.100.000 luôn. Đấy. XZ1 2.1 nha các bạn nhá. Đấy, rất là rẻ cho các bạn lựa chọn nhá. Đấy, và tiếp theo thì nhà mình cũng có mấy mẫu giá rẻ đây. Đây. Và tiếp theo nhà mình lại về là con này là con gì nhỉ? Con này là Redmi 3 nhá. Đây. Mình sẽ vào About Phone. Đây. Con này là con Redmi 3. Redmi 3 của nó là pin con này là pin 4000. Màn hình của nó là màn hình của nó tràn viền 6 inch. RAM con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Redmi 3 này được cộng đồng mạng đánh giá là pin nó cực kỳ là trâu. Đấy. Con Redmi 3 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.500.000 nhá. Cho phiên bản là RAM 4GB. À sorry các bạn, là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Ngoại hình thì còn cũng khá là ok các bạn nhé. Con Redmi 3 này là 1.500.000 nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Oppo APS. Oppo APS này thì là hôm nay mình vừa cũng là thâu lại của khách xong. Đấy. Ngoại hình con này thì cũng có máy thì cũng phải theo thời gian rồi. Con Oppo APS này nhá. Đấy. Con này thì khách dùng rồi ốp nhá, dính kiểu các cái mồm ốp vào cái máy thôi. Còn Oppo APS này thì là gì nhỉ? Thì mình sẽ xem của nó cấu hình là bao nhiêu ghi nhá. Ui ôi, khách cho chữ to thế. Con này là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Con Oppo A7S phiên bản là RAM 3GB.
bộ nhớ trong 32GB này thì con này thì là mình bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.700.000 cho bạn nhá. Đấy. 1.700.000 đấy ạ. Đấy. 1.700.000 con Oppo gì nhỉ? A7S phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB với giá chỉ là 1.700.000 cho bạn nhá. Tặng kèm các bạn một Oppo kiểu mà khách mua theo máy đấy các bạn nhé. Đấy. Và con này là con Redmi C2. Redmi C2 này thì cũng màn hình của nó cũng là 6 inch, hơn 6 inch. Cấu hình là RAM, con này là RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 16GB nhé. À sorry các bạn, con bộ nhớ trong con này là 32GB. Con này là Redmi C2 này các bạn. Đấy. Redmi C2 con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB. Pin con này cũng 4000, hơn 4000. Con này thì nó giống con Oppo A1K này. Đấy, màn hình con này cũng là 6 inch, hơn 6 inch các bạn nhé. Ngoại hình thì con này cũng có cũ phải theo thời gian. Con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.500.000 nhé. Đấy, 1.500.000 cho bạn nhé. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn nhé. Đấy, 1.500.000. Đây, và tiếp theo là con này là con chống cháy, thay con đen trắng các bạn nhé, 500.000 nhé. Con Oppo A33 con này là 500.000 nhá. Đấy, thay cho các bạn là thay con máy các bạn là máy chống cháy. Đấy, Oppo có như A33 500.000, các bạn thay là con đen trắng các bạn nhá. Các bạn thay con cục gạch 500.000. Đây, và sản phẩm cuối cùng bên em đang giới thiệu hôm nay là chiếc sản phẩm là Samsung A8 2018. A8 2018 thì hôm nay nhà mình đã về được duy nhất một chiếc màu gold các bạn nhá. Đấy, A8 2018 này. Con này thì hôm nay bên mình về được duy nhất chiếc một chiếc màu gold này. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB, màn hình của nó là Full HD cộng. Con này mà nó là màn hình của nó là Sumo AliEX. Đấy. À, thì là phiên bản Hàn một SIM. Đấy. Đấy. Ngoại hình thì máy còn 90 trên 90%. À, hỗ trợ cổng sạc Type-C, jack nghe nhạc và 3.5. Con này thì là nó nhỏ gọn, màn hình của nó 5,6 inch nhỏ gọn, dùng rất là sướng, rất là và giá thành con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 2.400.000 cho bạn nhé. Con này là 2.4 triệu các bạn nhé. A8 2018 là 2.4 triệu nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này các bạn nhà hàng nếu sớm nhất nhé, thì là năm 2020 rồi, cũng nhiều bạn mình có hỏi nên mua hàng online không, thì các bạn là nên đi mua hàng online. Thì vì các bạn mua hàng online, các bạn ngồi ở nhà, các bạn xem shop mình giá mình ok, xong các bạn cảm thấy không ok các bạn thể là sang shop khác, các bạn giấy giá khác ok hơn, thì các bạn có thể đặt hàng mà không bị ngại. Đấy, thì vì các bạn mà ra cửa hàng các bạn mà xem một lúc một lô mà chục con máy mà các bạn không lấy cho người ta, nhiều khi cũng cũng nói chung là các bạn cũng ngại thôi. Người ta mặc gì người ta bán hàng thì khách hàng thực đến người ta không nói gì đâu, nhưng mà nhiều khi các bạn cũng phải tự ngại thôi. Đấy, các bạn ngồi ở nhà các bạn chọn những sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ, xong shipper sẽ mang lên cho bạn, các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền. Đấy, rất là tiện lợi nhá. Năm 2020 các bạn cứ chọn hình thức cho mình là mua hàng online, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nhá. Đấy, chuẩn hàng mình đặt các bạn xuống tiền thôi, rất là đơn giản các bạn nhá. Đấy. Đấy, A8 hay không thì giảm 2.4 triệu nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình cũng về mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ rất rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn ơn các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Đấy, mình kết nhận kết của này nó làm quá giống luôn, đẹp đẹp thật đấy luôn. Xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.